vậy trong nhiều trường hợp là nhiều bạn khởi nghiệp không nên gọi vốn, mà bạn cần phải sáng tạo, được chưa? Thay vì là đi huy động tiền về để đốt tiền, thì bạn cần phải học cái cách sáng tạo. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh chị em đã trưởng thành qua những lớp học, đi học có cái kiến thức nền tảng cơ bản, giống như là mình xây một cái nhà và mình chuẩn bị cái phần móng rất là vững chắc. Bao nhiêu bạn đồng ý là muốn thành công thì phải xây cái móng thật là vững chắc? Rồi, thì hãy comment vào ô chat là yes. Rồi, để tôi biết là bạn vẫn đang nghe cái điều tôi chia sẻ. Rồi. Một số bạn bảo là em có những người bạn nó chả học hành gì nó kiếm được tiền. Đúng rồi, có những người người ta có thể không cần học hành cũng kiếm được tiền. Tuy nhiên, nếu như bạn có tầm nhìn muốn xây một cái tòa nhà 40 tầng, một cái tòa nhà 70 tầng, theo bạn phần móng bạn có cần phải làm nó chắc chắn hay không? Bạn có cần phải làm cái phần móng, phần tầng hầm rồi, thật là vững chắc hay không? Đó. Thế nên nhiều anh chị em thì đôi khi có thể là có những người người ta thành công nhờ cái sự may mắn, nhưng mà có một số người khác thì họ thành công bởi cái sự chuẩn bị chu đáo. Rồi. Ok, chuẩn bị trước. Rồi. Chuẩn bị trước và đột phá sau. Bạn có thể ghi cái điều đó vào trong cái sổ thông thái của mình. Thế như ông Tổng thống Lincoln ông nói là tôi sẽ học hỏi, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, và có thể cái cơ hội của tôi nó sẽ đến. Và một trong những phẩm chất của người thành công là họ luôn chuẩn bị rất là chu đáo. Muốn thành công lớn thì luôn phải có cái quá trình làm móng, làm tầng hầm, xây dựng cái nền tảng thật là vững chắc. Rồi. Ok ạ, và tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái câu chuyện rất là tuyệt vời, một cái bài học. Cái ông mà trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái ông tên là Mark Victor Hansen. Đấy. Thế thì ông này cùng với Jack Canfield thì viết nên một cái bộ sách rất là nổi tiếng là Súp gà cho tâm hồn. Rồi, ở đây có bạn, các bạn nào có biết cái cuốn này không nhỉ? Cái bộ sách Súp gà cho tâm hồn. Rồi. Ok ạ. Rồi, thế thì tôi chia sẻ với bạn là ông Mark Victor Hansen và ông Jack Canfield ấy, thì viết cái bộ sách này, và cái bộ sách này bán được hơn 500 triệu cuốn sách. Đấy. Và doanh thu lên đến hàng tỷ đô la. Đấy. Và hôm trước tôi có chia sẻ với bạn cái câu chuyện Nick Vujicic khi mà chúng tôi mời về Việt Nam chia sẻ. Đấy, chúng tôi tổ chức chương trình. Thì anh ấy cũng viết sách, cũng chia sẻ, nhưng mà cái số lượng sách của anh ấy là dưới 10 triệu cuốn sách. Thì tôi muốn chia sẻ cho bạn một cái bài học để bạn có thể ghi vào cái sổ của bạn. Đấy là gì? Đấy là cái bài học về suy nghĩ lớn lao. Đấy chứ ạ. Thế thì không phải ai cũng đạt được, ví dụ như là cái việc trở thành một cái tác giả mà có 500 triệu đấy, cuốn sách được bán trên toàn thế giới. Và ở đây điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất kể bạn đang thành công đến đâu, đấy chưa? Bạn có thể sẽ thành công lớn hơn hiện tại gấp 10 lần hoặc gấp 100 lần. Đấy. Bởi vì có những người người ta đã làm được cái điều đó rồi. Đấy. Và thành công ấy, thì nó thường để lại dấu vết. Rồi, bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Thành công thường để lại dấu vết. Rồi. Ở đây tôi nghĩ là có hai bài học. Bài học thứ nhất là nghĩ lớn. Đấy, suy nghĩ lớn lao hơn. Đấy chưa? Bạn có thể suy nghĩ lớn gấp 10 lần hiện tại của bạn. Và bài học thứ hai ở đây là nâng cao tiêu chuẩn. Nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Rất là nhiều người họ thành công không phải vì họ thông minh hơn người khác. Rất là nhiều người đạt được những thành tựu lớn trong đời không phải họ gọi là tài năng hơn người khác. Mà ở đây tôi chia sẻ bạn một trong những cái nguyên tắc để thành công, bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Ở đây bao nhiêu bạn muốn học cái bài học này? Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Rồi. Rồi. Ở đây bao nhiêu bạn muốn học cái bài học này nào? Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Rồi. Thì câu trả lời là như thế này. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công là bạn cần phải nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Bạn ghi cái từ khóa đó vào. Rồi. Nâng cao tiêu chuẩn. Đây là cái bài học mà tôi tặng cho bạn. Nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Trong mọi việc mà bạn làm,
Tôi chia sẻ với bạn là đây là một cái bài học rất là hay, rất là quan trọng. Thế nhiều người ấy, ví dụ ngồi trong lớp học này thì có gần 300 bạn đây. Thế thì rất là nhiều bạn thì thường có thể nghĩ là thôi mình như này là được rồi. Công ty mình như này được rồi, mỗi tháng mình kiếm mấy chục triệu, mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng thế này được rồi. Có từng này anh em thế là được rồi. Thế nhưng mà tôi chia sẻ với bạn đó là một cái sai lầm. Đấy. Tức là bạn chấp nhận, bạn đang chấp nhận cái hiện tại của bạn. Rồi. Và ở đây thì tôi chia sẻ với bạn là cái bước đi đầu tiên đến thành công là bạn phải nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Khi bạn đồng ý chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của bạn bây giờ. Đấy chứ ạ. Rồi, thì đó là do cái tiêu chuẩn bạn tự đặt ra cho mình. Rồi, tôi ví dụ này để bạn dễ hình dung. Có một bạn, bạn ấy cũng mở một cái công ty. Thế thì bạn bảo thôi chắc công ty em này thôi, cứ chụp anh em thì anh em cứ làm việc với nhau. Thì chắc cứ đều đều này thôi. Ê, tôi bảo bạn không, em hôm nào em phải đi tham quan một cái tập đoàn. Đấy. Tức là đây anh giới thiệu cho em một cái tập đoàn này này. Thì em sang đấy, em tham quan cái trụ sở của họ. Em vào, em nhìn thấy nó một lần, em trải nghiệm nó một lần đi. Thế rồi em về em sẽ lại nói chuyện với anh. Thế bây giờ anh giới thiệu cho em sang cái tập đoàn này, sang coi như là gặp gỡ, giao lưu, trao đổi. Được người ta sẽ cho em đi tham quan và coi như là em đến tìm hiểu như một đối tác. Thế thì bạn này bạn ấy được tôi giới thiệu và bạn sang bạn tham quan cái trụ sở cái tập đoàn đấy. Thì nhìn nó rất là hoành tráng. Đấy. Cái văn phòng cái mặt bằng rộng hàng ngàn mét vuông. Nhân viên thì cực kỳ là chuyên nghiệp. Đấy. Vì họ có hơn 1.000 nhân viên. Rồi. Thế thì sau cái buổi mà đi trải nghiệm đấy về ấy, thì bạn này bạn ấy bảo là đúng thật anh ạ. Nó phải như thế. Mà em thấy anh ấy khởi nghiệp là từ hồi đến giờ có 20 năm. 20 năm mà anh xây dựng được một cái tập đoàn như thế. Thì đúng là như thế mới gọi là thành công. Phải như thế mới là thành công. Vì thế mà em phải, có khi là em phải xem xét lại. Chứ hiện tại của em là không ổn. Đấy. Thì cái sai lầm của mọi người, họ không đạt được những cái thành tựu mới trong cuộc đời bởi vì họ thấy là hiện tại của họ ổn. Ok. Bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Rồi, hiện tại là không ổn. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat cái điều đó. Rồi. Nhưng mà nhiều bạn ấy không bao giờ sẵn sàng đi học cái mới. Mà bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn ấy nghĩ là hiện tại là ổn. Và các bạn ấy bị mắc kẹt với cái tiêu chuẩn đó. Đấy. Rất là nhiều người họ bị mắc kẹt với cái tiêu chuẩn đó. Mỗi một cái thương vụ, ví dụ về kinh doanh, họ kiếm được mấy triệu đồng, vài triệu đồng hoặc vài chục triệu đồng và họ đã cảm thấy hài lòng với điều đó rồi. Đấy. Rồi, hiện tại là không ổn. Rồi. Nếu như mà bạn thấy hiện tại ổn thì bạn sẽ cố gắng làm gì? Đồng ý không ạ? Bạn sẽ chỉ cố gắng khi mà bạn thấy hiện tại là không ổn. Rồi. Rồi. Ê, bài học số 1 mà tôi muốn chia sẻ với bạn và cái câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói với bạn về cái việc gọi tên là nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Rất là nhiều bạn, tôi vừa nói cái sai lầm số 1 nhé, là không nhận ra là hiện tại không ổn và không chịu học hỏi cái mới. Đấy. Không sẵn sàng đi học những cái thứ mới. Rồi. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn là cái câu chuyện về vẫn là chủ đề nâng cao tiêu chuẩn. Thì có hai cái người phụ nữ này. Thì một người thì người ta nghĩ là như này, tức là đều là độ tuổi 25 tuổi, đều là khá là xinh đẹp, độ thông minh hay là chăm chỉ là ngang nhau, được chưa? Thế nhưng một người thì người ta nói là như này, riêng em ấy thì em phải, tức là cái người yêu ấy, người chồng của em ấy là sau này ví dụ như là phải là thứ nhất là phải có gọi là trí tuệ. Đấy. Trí tuệ. Và cái thứ hai là phải là cái người thành công. Đấy. Một là phải đã là người thành công rồi. Ví dụ như là Việt Kiều ở nước ngoài về có nhiều triệu đô càng tuyệt vời. Đấy. Hoặc không thì là phải rất là có ý chí. Đấy. Có cái sự chính trực, có ý chí để vươn đến và để thành công trong kinh doanh. Đấy. Người thứ nhất thì họ nói là như vậy. Người thứ hai, cái người phụ nữ thứ hai thì lại bảo là em thì em nghĩ là cái chuyện mà tình yêu rồi là lập gia đình với lại là vợ chồng ấy thì nhiều khi nó cũng là cái duyên ấy. Vô tình thì mình phải hợp nhau rồi.
Và bạn biết không, người ta sau đó thì những cái người phóng viên người ta hẹn là 7 năm sau thì người ta sẽ quay lại gặp hai cái người phụ nữ này. Và đúng 7 năm sau, những người phóng viên quay lại thì cái người phụ nữ đầu tiên, cái người mà có cái tiêu chuẩn rất là cao ấy, thì đúng là đã lấy một cái người chồng là Việt kiều và có nhiều triệu đô la. Và cái người phụ nữ thứ hai ấy, vì người ta nói là thì em thì thế nào cũng được, quan trọng nó là cái duyên, thì đúng là lấy được một người mà thế nào cũng được. Đấy, và người đó đi làm thu nhập cơ bản chỉ được là 10 triệu một tháng thôi. Rồi, bao nhiêu bạn đồng ý bước đi đầu tiên để đi đến thành công là phải nâng cao tiêu chuẩn. Rồi. Nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc bạn làm. Đấy. Ví dụ một bạn bạn nói là em định đi học tiếng Anh, thì có người bảo em đi học chỉ cần là nói được giao tiếp thôi, hello, goodbye rồi. Nhưng có bạn thì bạn bảo nói em không đồng ý. Đấy, đi học ví dụ như là tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, thế nào là thành công? Thì ví dụ có bạn thì bạn bảo là của em là phải là đạt được là ví dụ thi IELTS 8 điểm. Đấy. Hay là ví dụ như là em là phải là diễn thuyết đấy, bằng tiếng Anh được. Thì tôi ví dụ như là cái tiêu chuẩn của mỗi người rất khác nhau. Và ở đây câu chuyện là không có đúng không có sai, nhưng sai lầm của rất nhiều người là bởi vì họ chấp nhận tiêu chuẩn thấp trong mọi việc. Rồi, ok, bao nhiêu bạn đồng ý với cái bài học tuyệt vời này, comment vào ô chat. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công là bạn cần phải nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Tôi ví dụ như này, như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã đào tạo cho anh em học viên ngày trước ấy, thì rất là nhiều anh em đi học thì chỉ học ở những cái phòng học nó như là phòng học cho học viên học sinh thôi. Đấy. Thế nhưng mà khi mà chúng tôi đã lên cái tiêu chuẩn là tổ chức ở những cái khách sạn 4 sao và 5 sao. Bạn hình dung phần này không ạ? Đấy. Khi chúng tôi bắt đầu tổ chức ở những cái khách sạn 4 sao 5 sao từ cách đây khoảng 4 5 năm ấy, thì chúng tôi khi đã chuyển lên cái tiêu chuẩn đấy rồi thì không bao giờ muốn quay trở lại dạy ở những cái lớp học cũ nữa. Đấy. Thì những cái lớp cơ bản thì cũng phải tổ chức ở những cái trung tâm hội nghị đấy, hoặc là những cái trung tâm tiệc cưới. Thế còn lớp chuyên sâu chuyên đề bao giờ cũng là học ở những cái khách sạn 4 sao 5 sao. Và đây là cái bài học mà tôi chia sẻ cho bạn để nâng cao tiêu chuẩn trong mọi việc. Rồi. Và cái bài học mà bạn ghi vào trong sổ thông thái đấy, thì đây là cái từ khóa rất là quan trọng. Đấy, rất là nhiều người tôi nói rồi, họ không có thông minh hơn bạn đấy, nhưng họ có một cái tiêu chuẩn rất cao trong mọi việc, từ công việc, kinh doanh, phát triển cá nhân, được chưa ạ? Trong cái việc cống hiến, đấy, trong cái việc mà đem lại giá trị ở trên thị trường. Rồi. Ok, thế nên mình ghi cái từ khóa này vào cái sổ thông thái của bạn, và bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Rồi. Nâng cao tiêu chuẩn. Bước đi đầu tiên để đi đến thành công. Rồi. Ví dụ, nếu như hôm nay một tác giả mà nghe câu chuyện chia sẻ của tôi về ông Mark Victor Hansen, thì có thể bạn ấy sẽ có một cái tiêu chuẩn mới trong cái việc là viết sách chẳng hạn. Đấy. Ví dụ cái câu chuyện mà tôi chia sẻ đây là 500 triệu cuốn sách. Rồi. Và có thể trong kinh doanh, một bạn đang mở một công ty bất động sản, tại sao bạn lại bị mắc kẹt trong cái hiện tại của bạn? Đấy. Tại sao bạn lại không chịu đi học hỏi những cái mới? Rồi. Tại sao một người lại mắc kẹt ở thu nhập vài chục triệu hoặc vài trăm triệu một tháng? Và tại sao lại không chịu học hỏi cái mới? Rồi. Rồi. À, nguyên tắc học tập của lớp mình thì các bạn nắm được rồi. Rồi. Thế thì thay vì chúng ta học 100 điều và không dùng bất kể cái điều nào cả. Đấy. Thì chúng ta học 10 điều và dùng 5 điều thì điều đó tuyệt vời hơn. Rồi. Và chúng ta sẽ học theo cái hình thức là văn tư tu, tức là ở đây thì các bạn được nghe là lý thuyết, nhưng thực tế bạn phải tư duy về cái điều đó và bạn phải thực hành nó. Đấy. Nên là tôi chia sẻ với bạn là đôi khi ấy, ăn nhau mà chúng ta hay nói với nhau là ăn nhau ở vận dụng, thì ý nó là bạn phải làm có cái phần tu thực hành cái điều đó. Rồi. Thế bạn hãy comment vào ô chat rồi ăn nhau vận dụng nhá. Rồi. Và tôi chia sẻ với mình cái câu chuyện của cái biểu đồ quên, được chưa ạ? Biểu đồ quên. Ở nước mình chỉ cần nhớ một cái chỉ số của chúng ta đấy, là sau một ngày chúng ta chỉ còn nhớ được 1 phần 3 thôi. Chúng ta thường sẽ quên rất là nhanh sau khi học. Rồi. Bạn hãy comment vào ô chat nào. Rồi, quên rất là nhanh. Rồi. Nên bạn phải làm gì? Rồi.
Đúng rồi, nắm bắt được ý tưởng nào đó, vận dụng ngay. Rồi. Và có cần phải ghi chép lại hay không? Rồi. Rồi, bạn nào ghi xong rồi và comment vào ô chat là ok. Thế tôi chia sẻ bạn một cái câu chuyện, tôi có một bạn học viên. Thế thì ở cái lớp gọi vốn 2 ngày của tôi. Tức là ở đây chúng ta gọi là mới được học một chút về gọi vốn, nhưng mà đều là những cái kiến thức rất là tuyệt vời. À, tôi có những bạn học viên mà khi mà ở cái lớp học về chủ doanh nghiệp Smart ấy, thì bạn này bạn làm ở một cái công ty về chứng khoán. Đấy, một cái công ty về chứng khoán, và cái công ty này ấy, thì tức là bạn này bạn ấy thường là không không có để ý đến vấn đề về gọi vốn. Thế nhưng mà khi mà bạn ấy đi học và bạn ấy gặp tôi, thì tôi hướng dẫn cho bạn ấy là những cái chiến lược về gọi vốn này, cái cách trình bày một cái bài gọi vốn với cái nhà đầu tư. Đấy, và làm nào để thu hút họ. Và bạn biết không, tức là bạn này thì bạn ấy làm ở công ty chứng khoán. Đấy, nhưng mà bạn ấy lại cũng yêu thích về đầu tư bất động sản. Và chỉ trong vòng một tháng sau khi mà học thì bạn ấy huy động được 40 tỷ đồng. Đấy. Và tôi chia sẻ bạn là bạn ấy khi mà bạn nói với tôi là bạn ấy huy động được 40 tỷ đồng, tôi cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì không ngờ là bạn ấy vận dụng rất là hiệu quả những cái điều mà tôi hướng dẫn cho bạn ấy. Thế là như vậy thì nhiều người người ta nói là không phải bạn thiếu vốn, mà bạn thiếu thiếu gì nữa mình? Thiếu kỹ năng gọi vốn. Rồi. Không phải bạn thiếu vốn đâu, mà bạn thiếu kỹ năng gọi vốn. Rồi. Thế thì bạn ấy ghi cái điều đó vào trong sổ. Đấy. Hoặc là bạn comment vào trong cái ô chat là không phải bạn thiếu vốn, mà thiếu kỹ năng gọi vốn. Tiền nó chỉ là những cái ý tưởng thôi. Đấy. Và nhiều anh chị em thì rất tiếc là chưa được trang bị cái kỹ năng này. Và nó có thể là một cái kỹ năng đang kìm hãm bạn. Rồi. Một cái câu chuyện nữa mà tôi chia sẻ với bạn là hôm qua tôi chia sẻ với bạn một cái câu chuyện, một cái bạn giám đốc công ty về mỹ phẩm ấy, thì ngay ở trong cái lớp học gọi vốn khi mà tôi dạy, tôi hướng dẫn cho bạn ấy, vì bình thường là từ cái cách trình bày với nhà đầu tư, từ cái hiểu tâm lý của nhà đầu tư, từ cái cách đưa ra cho họ cái lời đề nghị như thế nào, thì ở ngay tại lớp học bạn bảo thế em muốn thử cái điều này, và sau đó thì bạn ấy ngay tại lớp bạn làm cái bài trình bày về gọi vốn, sau đó bạn ấy lên trên, tức là lớp học 50 người thì nên trên bạn em xin phép trình bày với các anh về cái cơ hội đầu tư của bên em. Thế thì bạn biết không ạ, sau đó thì lập tức ngay tại lớp học bạn ấy huy động được 2 tỷ đồng ngay tại lớp học luôn, mọi người chuyển khoản vào tài khoản của bạn ấy luôn. Thế thì bạn bảo ô em thấy rất là hiệu quả, những cái kiến thức mà anh hướng dẫn rất là hiệu quả. Thế thì vừa nãy là em thử thôi. Thế thì xin lỗi các anh chị, vừa nãy là em huy động của anh chị 2 tỷ là em thử thôi, thì em không có cái kế hoạch là phát triển cái việc này, em chỉ thử nghiệm những cái điều mà được chia sẻ xem là nó có hiệu quả hay không thôi. Nên là ở đây thì ý tôi nói là nhiều anh chị em ấy thì bạn có thể là không phải bạn thiếu vốn đâu, mà bạn thiếu cái kỹ năng gọi vốn. Rồi. Và đấy là cái bài học mà nhiều bạn không nhận ra. Bạn ấy thường các chúng ta thường nhìn vào vấn đề của bạn là thiếu vốn, vấn đề của bạn là thiếu vắng khách hàng, vấn đề của bạn là thiếu kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh và đầu tư, vấn đề của bạn là không biết marketing và bán hàng hay là làm môi giới như thế nào. Nhưng đấy là vấn đề. Và tâm trí của mọi người sai lầm là họ bị mắc kẹt ở vấn đề. Rồi. Đáng nhẽ bạn phải tập trung vào cái điều gì? Thì đáng nhẽ bạn phải tập trung vào giải pháp. Đấy. Tại sao bạn lại không đi học? Đấy. Tại sao bạn lại không đi học? Tại sao bạn lại không dám đầu tư cho bản thân? Rồi. Tại sao lại không tập trung vào những cái giải pháp? Đấy. Thì lý do là bởi vì hầu hết tâm trí của chúng ta bị mắc kẹt ở trong cột vấn đề. Rồi. Ok. Thì đây là một cái bài học cho rất nhiều anh chị em là hãy dịch chuyển tâm trí của bạn sang giải pháp. Rồi. Ok ạ. Những người thành công thì họ thường tập trung vào giải pháp. Rồi. Không phải là vấn đề. Ví dụ một số bạn nói là thiếu vốn. Thiếu vốn là vấn đề. Đấy. Giải pháp là gì? Đấy. Học hỏi và phát triển kỹ năng gọi vốn. Thiếu khách hàng. Nó là vấn đề. Thế giải pháp là gì? Giải pháp là học hỏi cái kỹ năng về marketing. Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý? Đấy, là những người thành công thì tâm trí của họ tập trung vào giải pháp. Rồi. Và bao nhiêu bạn đồng ý là trong cái quá trình bạn nói chuyện giao tiếp với mọi người, bạn nhận ra là rất nhiều người họ bị tâm trí của họ bị mắc kẹt vào trong vấn đề. Bạn hãy thử nói chuyện với bất kỳ ai đó và bạn hãy xem tâm trí của họ đang bị mắc kẹt ở trong vấn đề hay không. Rồi. Rồi.
chúng ta tiếp tục nhé. Đây, chúng ta nói về chủ đề gọi vốn. Thì có nên gọi vốn hay không? Rồi, có nên gọi vốn hay không? Bạn đang có một cái kế hoạch kinh doanh, ví dụ như là mở rộng doanh nghiệp, ví dụ như là gọi vốn để tiến hành đầu tư. Đấy, bạn đang có một cái kế hoạch. Tuy nhiên, câu hỏi là như này, có nên gọi vốn hay không? Rồi. Thế thì thực ra tôi chia sẻ với bạn là như này, tôi đã từng tài trợ đầu tư cho 20 công ty khởi nghiệp rồi. Đấy. 20 công ty khởi nghiệp. Những cái bạn tôi tài trợ cho 800 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ đồng. Đấy chứ ạ. Tài trợ gọi là nhà đầu tư thiên thần ấy. Bạn có xem cái chương trình Sắc Tăng Thương Vụ Bạc Tỷ không? Thì đấy là nhà đầu tư thiên thần ấy. Các sát ngồi ở trên giải ngân cho các công ty khởi nghiệp. Đấy chứ ạ. Và theo bạn thì ví dụ như là từ hồi đến giờ cái chương trình đấy có hàng trăm công ty khởi nghiệp, thì theo bạn hiện nay đang sống được bao nhiêu công ty? Đấy. Thì đâu đó thường nó cũng chỉ có khoảng 20% là nó sẽ thành công thôi. Còn mà gọi là tồn tại hoặc là phá sản, đấy chứ ạ, thì là phổ biến. Tại sao ấy? Bởi vì đầu tư khởi nghiệp có nghĩa là đầu tư mạo hiểm. Bạn hình dung phần này không ạ? Tỷ lệ chết của doanh nghiệp cực kỳ cao. Đấy, doanh nghiệp nó rất nhiều biến số. Đấy. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn là từ thị trường, đối thủ cạnh tranh cho đến là về phát triển sản phẩm dịch vụ, marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, tài chính, nhân sự, quản lý tiền, vân vân, tỷ tỷ vấn đề. Đấy. Thế thì cái bài học ở đây ấy, là đây là một chủ đề có nên gọi vốn hay không. Bởi vì khi tôi tài trợ tiền cho các công ty khởi nghiệp, thế thì tôi chia sẻ bạn đầu tư cho 20 công ty, bạn biết không? Chết 16 công ty. Đấy, chỉ có 4 công ty thành công. Và có những công ty, bạn nên biết điều này, có những công ty thành công thì một cái sự thành công đấy nó có thể gỡ lại toàn bộ tất cả số tiền. Rồi. Đấy, có những công ty bây giờ sở hữu tài sản hàng trăm tỷ đồng và chỉ một công ty thành công là mình gỡ lại hết tất cả số tiền mình đầu tư. Nên người ta mới nói là đầu tư khởi nghiệp là đầu tư mạo hiểm, và những người mà người ta đã từng trải qua việc đó rồi người ta mới hiểu thôi. Thế thì và khi nhìn lại 16 cái công ty mất tiền đấy, thì trong nhiều trường hợp đấy, một cái câu hỏi rất quan trọng là như này, là tại sao họ lại thất bại đấy. Rất là nhiều bạn cũng thông minh lắm, cũng rất là nhanh nhẹn, rất là thông minh đấy. Và đây tôi chia sẻ với bạn đấy, là đây là một chủ đề rất là hay. Nhiều bạn khởi nghiệp thì bảo là thiếu tiền, thiếu vốn và phải gọi vốn. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp câu trả lời là như này, không nên gọi vốn. Đấy chứ ạ. Không nên gọi vốn. Tại sao ấy? Bởi vì như này, khi mà tôi tài trợ cho 16 công ty khởi nghiệp kia thì tôi biết là khi các bạn ấy có tiền thì nhiều bạn, vấn đề là như này, cái cột tiền của bạn thì tăng. Đấy chứ ạ. Nhưng mà cái não của bạn, cái đầu của bạn ấy thì nó không tăng, nó vẫn nằm ở chỗ cũ. Cột tiền nó tăng lên, còn đây là cột não thì nó vẫn không tăng, nó vẫn nằm ở đây. Thế sau đó thì tiền nó lại về bằng với não. Bạn hình dung vào này không? Tiền luôn bằng với não. Rồi. Vấn đề nó là như vậy. Tức là khi đưa tiền, không bao giờ, một cái nguyên tắc này, không đưa tiền cho trẻ con. Bạn hình dung vào này không ạ? Tuyệt đối không đưa tiền cho trẻ con. Tuyệt đối không đưa tiền cho trẻ con nghĩa là gì? Trẻ con thì nó gặp bạn nó sẽ đòi cho cái ít tiền nhỉ? Nhưng vấn đề là bạn bảo không, con chưa biết dùng tiền nên con sẽ không bao giờ được đưa tiền. Hãy đi ra ngoài, mày cứ kiếm được 2 triệu đồng đi, thì lúc đấy sẽ tài trợ cho 20 triệu để mở rộng kinh doanh. Còn chưa kiếm nổi 2 triệu đồng, được chưa? Thì sẽ không có tài trợ nào hết. Ok, bạn đồng ý cái bài học này không? Bao nhiêu bạn đồng ý bài học này? Không đưa tiền cho trẻ con. Rồi. Bởi vì tiền nó sẽ về bằng với não thôi. Mình đưa tiền mà đây là não trẻ con thì nó sẽ về bằng với não thôi. Đấy. Đây là những anh chị em khi mà tài trợ cho ai đó. Rồi. Đấy là một cái bài học rất quan trọng. Tại sao ấy? Bởi vì nhiều khi người ta cầm tiền của người khác thì người ta sẽ là tương đối là chủ quan. Và người ta sẽ nghĩ tiền đó là tiền của mình. Nhiều ông huy động được vốn về, bạn biết không? Bạn biết làm gì không? Ra mua xe cộ, ô tô, ăn chơi nhảy múa. Rồi. Họ cứ nghĩ tiền đấy là tiền của họ. Không phải, tiền đấy không phải tiền của họ. Đấy chưa? Tiền đấy là của các cổ đông, tiền đấy của nhà đầu tư. Rồi. Nên là nguyên tắc của các nhà đầu tư là chỉ giải ngân.
đấy ạ, các nhà đầu tư khôn ngoan là người ta sẽ chỉ giải ngân khi mà bạn chứng tỏ được năng lực. Đấy. Nên bạn cần phải làm được những cái việc dù là nhỏ bé thành công, đấy ạ, thì bạn mới có được cái niềm tin của nhà đầu tư. Rồi. Như vậy trong nhiều trường hợp là nhiều bạn khởi nghiệp không nên gọi vốn, mà bạn cần phải sáng tạo, được chưa? Thay vì là đi huy động tiền về để đốt tiền, thì bạn cần phải học cái cách sáng tạo. Thì cái câu trả lời thứ nhất nhá, trong rất nhiều trường hợp nhiều bạn không nên gọi vốn, được chưa? Mà bạn phải tìm những cái phương pháp và giải pháp nó sáng tạo hơn. Rồi bạn hãy comment vào ô chat. Rồi tôi ví dụ cái ông tỷ phú, bạn có biết cũng ở trên Sắc Tăng đấy, thương vụ bạc tỷ nhưng mà ở Mỹ cơ. Đấy, là ông ấy tên là Mark Cuban. Thì ông ấy nói là như này: tôi không bao giờ tôi gọi vốn. Tôi chỉ gọi vốn từ hai đối tượng thôi. Một, tiền của tôi. Đấy chứ ạ. Và hai là tiền của khách hàng. Rồi, tôi không bao giờ gọi vốn. Thì nhưng mà tất nhiên đấy là một quan điểm thôi. Quan điểm thứ hai tôi chia sẻ với bạn là như này: phải gọi vốn. Tức là chúng ta nên hiểu là có hai quan điểm và tùy từng trường hợp. Có những trường hợp không nên gọi vốn, giống như câu chuyện vừa tôi nói là không đưa tiền cho trẻ con. Đấy chứ, bạn ghi cái điều, cái từ khóa đó vào nha, không đưa tiền cho trẻ con. Đấy chứ, nó đã kiếm được tiền đâu, nó làm gì có năng lực. Mình đưa tiền cho nó thì nó sẽ ra mua kẹo bánh, mua bim bim và nó tiêu hết tiền. Đấy chứ. Rồi, cái nguyên tắc số 2, bằng mọi giá phải gọi vốn. Tại sao ấy? Bởi vì bạn hình dung là như này, theo bạn các tập đoàn lớn nhất Việt Nam này có gọi vốn không? Có phát hành cổ phiếu không? Có phát hành trái phiếu không? Có đưa công ty lên sàn chứng khoán không? Có vay ngân hàng không? Theo bạn à? Và bạn đã gặp những người thành công nào mà có hàng triệu đô la mà họ nói là tôi không đòn bẩy không? Đấy. Thế thì ở đây tôi chia sẻ, nó có hai quan điểm và hai quan điểm đấy đều đúng. Đấy. Trong từng trường hợp khác nhau. Đấy. Rồi. Thế tóm lại trong trường hợp của bạn thì bây giờ như nào nào? Bạn có biết là cái điều mà tôi vừa chia sẻ cho bạn có thể là tiết kiệm bao nhiêu tiền không? Hoặc là tiết kiệm bao nhiêu sai lầm không? Nhiều bạn mà bây giờ cứ đang manh nha đòi gọi vốn. Rồi. Thế thì bạn có biết là cái bài học bạn rút ra được không ạ? Rồi. Rồi. Thì ở đây tôi chia sẻ bạn là bạn phải cân nhắc trong trường hợp của mình. Ngay kể cả một người đã thành công rồi, có những thương vụ thì không nên gọi vốn và có những vụ thì phải gọi vốn. Rồi. Tôi ví dụ như này, tôi vào đang làm một cái dự án 89 hectare. Thế thì tất nhiên là trường hợp này của chúng tôi là phải xếp vào loại là phải gọi vốn. Bởi vì nếu một mình làm là không đủ. Đấy. 89 hectare tổng đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Thì trường hợp này là tôi phải làm chung với ba anh nữa là bốn anh em. Thì khi mà hợp tác làm chung như vậy cũng là gọi vốn, là hợp tác. Được chưa? Bạn hình dung vào này không ạ? Bởi vì tại sao? Nếu một mình làm, nếu nó xảy ra rủi ro, được chưa? Thế thì rất là nguy hiểm. Đấy. Nếu thành công nhá, thì nó có thể là một thành công rất lớn. Nhưng nếu nó xảy ra rủi ro thì sao? Rủi ro thì sao? Rủi ro là chả sao cả, bốn anh em xuống hố, nó đỡ hơn rất nhiều. Bạn hình dung vào này không? Tôi cũng chả phải mất hết tiền mà tôi có. Đấy. Nhưng nếu thành công, nó sẽ là một thành công rất lớn. Ok, nên là bài học đây là đầu tiên cho bạn có nên gọi vốn hay không. Rồi, còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái lý do tại sao bằng mọi giá phải gọi vốn. Đấy. Bạn có 10 đồng, bạn muốn vào những trận đánh 100 đồng, đấy chứ ạ, những trận đánh 1.000 đồng mà bạn không có đủ tiền. Đấy. Rồi, tại sao phải gọi vốn? Rồi xin mời lớp mình, bạn dành ra 1-2 phút ghi xuống. Đấy. Chụp thì cũng không ghi lại đâu, nên là chép vào trong sổ. Sau này cái quyển sổ đó vẫn còn và bạn sẽ dở sổ thông thái của bạn ra xem lại được nhiều lần. Rồi. Nên là tôi sẽ dành thời gian cho các bạn ghi chép. Chúng ta có khoảng 2-3 phút. Rồi, tại sao bạn phải gọi vốn? Hoặc tại sao bạn phải học hỏi và phát triển kỹ năng gọi vốn? Tôi chia sẻ với bạn là như này, tôi đã giúp cho rất nhiều công ty khởi nghiệp. Đấy. Từ cái việc ban đầu gọi vốn chỉ vài trăm triệu đồng cho đến khi vào những cái trận đánh hàng trăm tỷ đồng rồi. Đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là tại sao phải gọi vốn? Vì nó rút ngắn thời gian. Bạn hình dung là như này. Nếu như bạn biết Thế Giới Di Động không ạ? Bạn có biết chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động không? Đấy. Nó có 2.000 cửa hàng, hơn 2.000 cửa hàng
bao gồm này, thế giới di động, điện máy xanh và bách hóa xanh, ba cái, ba thương hiệu đấy của cùng một công ty. Thế giới di động, điện máy xanh và bách hóa xanh có hơn 2.000 cửa hàng. Câu hỏi là nếu như mà không gọi vốn, được chưa? Mỗi năm mở được 20 cái cửa hàng, không gọi vốn gì cả, mỗi năm mở 20 cái cửa hàng. Giả sử bạn là một người không gọi vốn, mỗi năm bạn rất giỏi, bạn mở được 20 cái cửa hàng. Câu hỏi là mất bao lâu thì mở được 2.000 cái? Rồi xin mời anh em gõ vào nào, gõ vào ô chat nào. Mất bao năm, mất bao nhiêu năm? Rồi. Đấy, có 100 năm thôi nhá, có 100 năm thôi, được chưa? Nên là gọi vốn để làm gì? Gọi vốn để rút ngắn thời gian. Chúng ta không thể chờ cái câu chuyện 100 năm được, được chưa? Thế thì ví dụ là Mekong Capital là người ta đầu tư cho thế giới di động, thế giới di động gọi vốn. Đấy. Và đầu tiên là được tài trợ 4.5 triệu đô la, 4.5 triệu đô la, và Mekong Capital chiếm 32.5% cổ phần của thế giới di động. Đấy. Thì tôi chia sẻ với bạn là tại sao phải gọi vốn? Vì gọi vốn để rút ngắn thời gian. Tại sao bạn phải đi học các cái kiến thức, các cái kỹ năng về marketing, về bán hàng, về gọi vốn? Tại sao bạn phải đi học kiến thức về đầu tư? Vì bạn muốn rút ngắn thời gian. Thay vì trải nghiệm 15 năm, bạn có thể trải nghiệm giống như tôi. Đấy. Bạn có thể chỉ cần đi học 4 ngày, bạn tích lũy được những cái kinh nghiệm mà có những người 15 năm người ta mới hiểu ra. Và có những người thậm chí bạn biết không, đầu tư 30 năm người ta cũng không biết, người ta cũng không hiểu. Đấy. Có người thì cứ mua miếng đất ngồi chờ đấy, có người thì mua lại không có lời, có người thì mua lại gặp dính rủi ro. Đấy. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là gì? Đừng học bằng cách thử và sai. Học kinh nghiệm của người khác. Comment vào ô chat đi ạ. Học kinh nghiệm của người khác. Vâng. Rồi bạn hãy comment vào ô chat. Học kinh nghiệm của người khác. Đấy. Mục tiêu của chúng ta là rút ngắn thời gian. Đừng dùng cái cách 15 năm. Đấy. 4 ngày. 4 ngày để có cái kinh nghiệm 15 năm. Đấy. Học một cái lớp về đầu tư. Đấy. Có những bạn đi làm môi giới, bạn biết không? Làm 10 năm. Làm 10 năm và học của tôi 2 ngày. Và bảo là đúng thật, em đúng là sai lầm, đáng nhẽ em phải là gặp thầy sớm hơn. Rồi. Thế là nhiều anh chị em thì thường là thích là cứ ở nhà. Ở nhà không nghĩ ra được đâu. Và marketing cũng thế. Ví dụ như này, chúng tôi đã chạy quảng cáo online 10 mấy năm rồi. Từ cái thời tôi chia sẻ bạn, hồi xưa còn chưa có Google cơ, search Google mà người ta còn đang tìm kiếm trên Yahoo cơ. Đấy. Thì bây giờ nhiều bạn thì cứ ngồi nhà để hy vọng là sẽ nghĩ ra được, mà không đi học kinh nghiệm từ những người người ta làm marketing bao nhiêu năm rồi. Rồi. Ok, rồi. Chúng ta cái lý do thứ nhất, rút ngắn thời gian. Lý do thứ hai là rất nhiều dự án bạn không muốn bỏ tiền hoặc là không có tiền. Thứ nhất là bạn không có tiền, nhưng mà bạn cũng muốn vào những cái dự án. Đấy. Hay là đi mua tài sản 20 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ, bạn không có tiền nhưng bạn vẫn muốn vào mua đất, mua nhà. Giống như câu chuyện mà tôi chia sẻ với bạn là cái lớp học mà bí quyết mua nhà không đồng ấy. Thế thì 2 tỷ mua cái nhà 2 tỷ cũng không bỏ đồng nào. Mà cái việc đấy tôi làm từ cách đây khoảng hơn chục năm rồi. Tôi chia sẻ với bạn là mua cái nhà 2 tỷ. Đấy. Hồi đấy không có vốn, không có tiền. Thế thì hay là bắt đầu thì trước cả cái giai đoạn đấy là chỉ có đi thuê nhà thôi. Thuê nhà, đóng tiền nhà cho chủ nhà. Đóng tiền nhà 100 triệu đồng mình cũng chả có. Tôi vẫn nhớ ngày xưa tôi lấy lại một cái chợ. Nó là tầng 2 của một cái chợ. Thì tôi đi thuê lại cái đấy của nhà nước. Bạn hiểu không ạ? Đại khái là cái ông mà ông ấy chuyển nhượng cho tôi ấy, là ông ấy thu của tôi hơn 100 triệu. 100 triệu tôi cũng chả có. Mà cũng phải là phải đi huy động vốn. Đấy. Thế là những trường hợp bạn không có tiền, không tiền thì bạn bắt đầu phải có kiến thức chứ. Rồi. Phải có kiến thức chứ. Mình phải được trang bị chứ. Cái thứ hai, những bạn mà không muốn bỏ tiền, mình có tiền nhưng mình cũng không muốn bỏ tiền. Đấy. Trong mình sắp làm một cái dự án mới nhưng mình không muốn bỏ tiền. Đấy. Ví dụ gần đây tôi chia sẻ với bạn là năm ngoái, cách đây khoảng độ một năm. Thế thì chúng tôi cũng triển khai một cái dự án. Thế mình không muốn bỏ tiền. Thì ngay tại lớp học 3 tiếng thì chúng tôi huy động là được 20 tỷ. 20 tỷ đồng thì để gọi là thể thao cái dự án đấy. Thì trong nhiều trường hợp có những người ta có tiền nhưng người ta không muốn bỏ tiền. Và rất nhiều tập đoàn lớn thế, nó triển khai một cái dự án nào đấy, nó cũng không muốn bỏ tiền. Đấy. Thì người ta sẽ gọi vốn.
Rồi. Ở đây có bạn nào không muốn bỏ tiền không? Comment vào ô chat nào. Thế nhiều bạn tôi chia sẻ là như này. Rồi. Là đi học này này, nhiều bạn cũng không muốn bỏ tiền. Thích có tiền nhưng không muốn bỏ tiền. Thế thì có gì đâu, bạn có thể dùng tiền của ngân hàng được không? Không muốn bỏ tiền, bạn có thể là huy động vốn của người quen được không? Đấy. Thế tôi có một bạn học viên, bạn ấy tôi vẫn nhớ bạn ấy tên là Hiệp, Lâm Quý Hiệp cơ. Thế thì bạn ấy đi học của Nick về xong bắt đầu bạn đăng ký cái lớp chuyên sâu chuyên đề toàn bộ combo của Nick có lớp gì học hết. Bạn bảo em cứ học hết, nói chung là có rất là nhiều cái hay, học hết. Thế thì nhưng mà báo thầy là em chả mất đồng nào cả. À, thế à, hay nhỉ, đi học mà không mất đồng nào, đóng tiền rồi mà không mất đồng nào. Bảo là thì tiền em huy động vốn đấy. Em có tiền nhưng mà em thích huy động vốn. Thế bảo làm nào. Thế nó bảo là em về em bảo với lại năm đứa bạn em là tôi sắp đi học các ông nhá. Đấy, tôi đi học rồi về tôi đầu tư tôi kinh doanh. Thế các ông có muốn làm chung với tôi không? Thế làm chung đây góp tiền đây để tôi đi học. Thế thì và mấy đứa bạn ấy nó cũng góp tiền. Vì thực ra đồng chí này là nó cũng đã làm công ty rồi, nó có kinh nghiệm kinh doanh, nó có vốn chứ nó không phải không có vốn. Đấy, nhưng mà đây tôi chia sẻ với bạn thì đấy cũng là gọi vốn. Đấy, trong rất nhiều việc người ta không muốn bỏ tiền chẳng hạn. Đấy. Rồi. Có bạn bảo là gặp mà tôi bảo là đây báo thầy em đi học đây nhưng mà đây là em dùng thẻ đấy, bọn ngân hàng nó trả tiền cho em. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là đấy là một cái cách mà tư duy. Thứ ba, giảm rủi ro. Rồi. Giảm rủi ro nghĩa là gì? Tôi vừa chia sẻ với bạn ấy. Ví dụ tôi triển khai cái dự án 89 hecta thì là bốn anh em chung với nhau. Được chưa? Đấy. Thế thì thành công rất lớn, thất bại không sao cả. Rồi. Thất bại thôi, bỏ qua. Nếu nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tài chính của mình. Đấy. Vì mình không thể tất tay vào một cái thương vụ mạo hiểm được. Trong kinh doanh và trong đầu tư chúng ta tách này, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi. Rồi bạn có thể ghi cái điều đó vào an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi. Thế sai lầm của nhiều người là gì? Một số người thì tất tay mạo hiểm, tức là toàn đánh mạo hiểm, toàn đánh tất tay thôi. Ví dụ nhà có tỷ, thế thì có đứa bạn nó rủ đánh Forex chẳng hạn, thế là mang 1 tỷ vào tất tay luôn. Thế thì nhiều bạn thì ví dụ như là cái gì mà nó gọi là mạo hiểm là những cái bạn không kiểm soát được, những cái gọi là nằm ngoài cái tầm hiểu biết của bạn. Đấy. Những cái mà không thuộc cái sở trường của bạn thì đều xếp vào là mạo hiểm, đầu tư mạo hiểm. Bạn hình dung không ạ? Rồi. Thế nhưng có một số khác thì lại an toàn quá, toàn cứ đi gửi tiền ngân hàng. An toàn quá, bảo đi học thì chả dám đi, sợ mất tiền thì an toàn quá chả bao giờ thành công. Đấy. Thế thì tôi chia sẻ với bạn ở đây là một số anh em ấy là an toàn tăng trưởng mạo hiểm là không biết phân bổ. Đấy. Có ông thì tất tay mạo hiểm, có ông thì lúc nào cũng là quá an toàn, gửi tiền vào banh, đóng sổ tiết kiệm 5,5 với 6% năm. Rồi. Không làm mạo hiểm không bao giờ có thành công lớn. Rồi. Nên là nhiều anh em đến cái việc đi học còn chả dám đi học thì làm sao mà tiến bộ được. Đó. Bao nhiêu bạn đồng ý là không mạo hiểm không bao giờ có thành công lớn. Rồi. Comment vào ô chat. Rồi. Mạo hiểm nó khác và tất tay nó khác. Được chưa? Đầu tư mạo hiểm chứ không phải là đầu tư tất tay. Rồi. Thì chúng ta có cái khái niệm ở đây là cơ cấu vốn, an toàn, tăng trưởng và mạo hiểm. Rồi. Thì cái cách mà bạn phân bổ. Đấy. Mua một cái bất động sản, một cái miếng đất, một cái shop house mặt đường, mỗi năm nó tăng đều 20-30% thì cái đấy nó xếp vào là an toàn và tăng trưởng. Đấy chứ? Cái đấy nó chả có gì mạo hiểm cả, mua sổ đỏ cầm tay. Nhưng mà nó không nhân 5 nhân 10 được. Đấy. Rồi. Rồi, thế chúng ta đi tiếp số 4. À. Gọi vốn để làm gì? Gọi vốn để chớp lấy cơ hội. Rồi. Tôi ví dụ, ngay như tôi đi mua tài sản này ngay như thời điểm dịch Covid, bạn biết không, có những tài sản lúc dịch Covid 40 tỷ. Vừa hết dịch cái hỏi lại nó bảo không bây giờ không 40 tỷ nữa 50 tỷ. Thì cái thời điểm có những cái thời điểm ấy là nếu như mà cái cơ hội nó xuất hiện, bạn mà không gọi vốn
bạn không gọi vốn nhé, nó không bắt được cơ hội. Ví dụ ngay cạnh nhà bạn có ông hàng xóm đang bán nhà đáng nhẽ 10 đồng, ông ấy cần tiền quá ông bán 7 đồng, nhưng mà bạn biết là ngon nhưng mà không thể nào bạn xoay được tiền đấy. Thì vì thiếu kiến thức kỹ năng gọi vốn đấy, nên là bạn không xoay được tiền và không chớp lấy được cơ hội đấy, nên là gọi vốn làm gì để chớp lấy cơ hội đó. Rồi bạn hãy comment vào ô chat rồi gọi vốn để chớp cơ hội rồi.